Cách đây không lâu, thông tin về việc một chủ xe phải chi 180 triệu đồng trong một năm để có một suất gửi ô tô ở khu vực phố cổ Hà Nội đã khiến nhiều người choáng váng, bán tín bán nghi. Thực tế ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các chủ xe thường phải chật vật tìm chỗ đỗ mà nhiều khi không có. Những tưởng đó chỉ là câu chuyện ở những thành phố có hệ thống giao thông và quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ như ở nước ta. Ấy thế mà câu chuyện này cũng đã xảy ra ở Mỹ, quốc gia có diện tích lớn thứ ba trên thế giới. Chỗ đậu xe ở đây khan hiếm tới mức để tìm được một chỗ đỗ ưng ý, nhiều phụ nữ đã phải đổi tình với cảnh sát. Theo kết quả điều tra của Văn phòng Tổng Thanh tra Mỹ, một sĩ quan cấp cao thuộc Cục Cảnh sát Tư pháp đã quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ ngay tại văn phòng. Đổi lại, cảnh sát này giúp họ có chỗ đỗ xe cá nhân trong và trước các tòa nhà chính quyền. Được biết, cảnh sát này đã giúp những phụ nữ trên bằng cách lách luật, bởi theo quy định an ninh Mỹ, các vị trí tại văn phòng cảnh sát chỉ dành cho công chức ngành và xe của họ phải được kiểm tra an ninh bắt buộc. Được biết, tìm được một chỗ đậu xe tốt ở các thành phố lớn ở Mỹ, đặc biệt là ở khu vực thủ đô Washington DC, được coi là một nhiệm vụ khiến không ít người toát mồ hôi. Phí đậu xe ở các bãi xe tư nhân tại Washington DC khá cao, dao động từ 10 đến 30 đô la, tương đương với 220.000 đến 680.000 đồng một ngày hoặc cao hơn, tùy từng thời điểm nhưng vẫn thường xuyên hết chỗ sớm.